Chào mọi người, trời ơi, gần mực thì đen, gần tới Tết thì bị bệnh, xui vãi lồn luôn. Giờ này bệnh đó, tự nhiên mọi người lướt đó, thấy người ta ăn ba khía mọi người, thèm vãi luôn á. Em cũng có được hộp ba khía mẹ em làm cho em á, lâu dữ lắm rồi, không có dịp ăn. Giờ mới ăn nè, để coi coi, để điện thoại đâu, đâu có bình luận người được đây. Chói quá hả? Xin nam, mấy món nè. Để vô, để mở vô coi bình luận của mọi người. Trời ơi, mọi người em thèm quá trời luôn mà. Tao nói tác hại của lướt. Tao nghĩ là tao không có nên mà lướt Facebook hay là không có nên mà lướt TikTok nữa mọi người ơi. Sống nướng ăn thua rồi. Tại lướt Facebook không vô mà. Sao không gà đi? Ai sẽ không tới? Cái Facebook này bình thường là chỉ biết đỏ 5G, bây giờ là chỉ biết đỏ gì vậy? Hello mọi người, giờ tôi muốn coi bình luận của mọi người, tôi không coi được nè. Sao tôi thấy được đây? Lâu rồi không nghe bà chửi hả má ơi, Tết nhất mô Phật. Tết nhất. Hello mọi người. Mời mọi người ăn này với tôi nghe. Trời cũng dịu mọi người. Cũng dịu. Thấy người ta ăn thèm chịu không nổi luôn. Sao hít dầu rồi chị? Trời chị bị ghiền em ơi, chị bị ghiền, chị hít dầu à. Đúng rồi. Này mẹ em làm đâu mà tại vì mình không ăn cơm mà làm biến mấy gan. Chào Du Yên, chào Thanh Hiền, chào mọi người. Ngon. Tự nhiên thèm dữ mọi người, không ăn nhúc cơm mấy nữa, nhưng thèm không nữa. Đàn chó quá chị ơi hả? Chị mới đi rửa. Một tuần rồi không thấy shipper giao hả? Muối gì đó. Muối về mà shipper không giao. Chào Thanh Tú, lúc em miếng coi trời mày cưới mình được cho mạng hủ luôn. Mày mà cưới mình được cho mạng nguyên hủ luôn. Ủa? Sao điện thoại này không có chế độ like nhỉ? Trời ơi. Ủa? Má này không có đăng nhập TikTok à? Hello NTG. Chào em. Ngồi ăn không buồn lắm mọi người, cho nên là mới ngồi live stream chơi đó, chứ không phải cố ý chụp thèm mọi người đâu. Trời đúng rồi. Em không ngồi cho nó rửa. Nhà mới lao. Rồi được. Nhậu chị yêu ơi, nhậu mấy giờ, thời gian đi đêm gõ gan ăn gì được thôi, nồi trên kia cao nó kẹt cái giò. Không phải ăn chỗ này đâu đây Hằng ơi, mà chị vốn dĩ rất là hiền rồi, vốn dĩ chị hiền sẵn rồi. Ngon quá à. Đáng lẽ tôi vô trong cái app á để tôi coi bình luận với bà kỹ hơn á, biết chưa không, trong cái tbot này nè, tbot vô gắn. Đúng rồi đó, cái tbot chưa gắn á, vô rau luộc. Như rau luộc, như rau sống. Ngon lắm mọi người. Không biết mai mốt em có nên làm ba khía bán luôn không? Thôi á, mẹ em chỉ em làm. Em làm cũng như gan bả vậy đó. Mà sao gan mặn lè, không có ngon. Các bạn không biết đậu gồng coi. Cắm ngon á. Nhắn tin chị mai à.
nhắn tin chị hồi trang xong chị coi cho. Tết này chị muốn sửa đầu lòn cho luôn á. Nhưng mà đâu có nhân viên đâu mà chết tin nhắn tiếp. Rồi chết mình nên chị muốn lòi lòn á. Nhiều khi ai gọi cho chị á thì chị còn nhảy vô chị coi liền được. Còn không thôi chị phải trả lời từ từ, từng người, từng người, từng này, người này xong mới tới người kia. Tết mà dí đâu còn hỏi gì nữa. Tao ăn cơm hả? Là cứ cách 2 giây là tan. Cảm ơn chị Hương Xuân nha. Cảm ơn chị. Nói thiệt á. Ai bạn ai địch là sau Tết này biết liền nè. Tết qua Tết không? Vô mà tao thấy mà hàng mà bị hoàng về mà tên ai rồi tao biết rồi, từ đây về sao. Nhìn ngon quá à, ướp được ăn kế với bà. Xuống đây nè bà, xuống đây nè, xuống ra mới dọn ra. Anh Hải đang ăn kế nè. Ngon lắm. Nơi này nó hấm. Cái này nó hấm vừa rồi á. Mọi người thấy qua Tết tôi có nên làm YouTube không mọi người? Cô Kem ơi cho cháu xin chữ ký với ạ. Ok con. Rồi. Chúc con năm mới vui vẻ nha. Giờ Tết nhất khắc nghiệp rồi nè mọi người. Giờ Tết nhất khắc nghiệp à. Tính đổi qua làm múc ban được không? Được hả? Múc cái dĩa chở đừng kịp không? Lý do bữa nay bệnh rồi. Mới có ăn nhậu 2 ngày thôi bệnh luôn à. Cay quá. Đúng rồi, bà khía nhà làm. Ngon lắm mọi người ơi. Mà mọi người làm ăn có ngon hay không thì tôi không biết, chứ nhà tôi làm ngon. Xin cái lồn. Này thường da coi cũng được đây. Ngày Tết da khô queo nè. Nhìn kỹ đi sẽ thấy mấy chấm chấm. Khô queo rồi. Biết hơn Mỹ Hồng. Những chị mà ngày hôm nay mà không nhận được đồ á là coi như qua Tết mới nhận được. Tại bữa nay người ta nghỉ luôn à. Bữa nay mà chuyện nào chưa nhận được là coi như thôi đó. Có 3 mùng 5 mới nhận được quá à. Thông cảm mọi người ơi. Em cũng không có muốn đâu. Mà hôm ngày vẫn bị khách nhắn tin chửi. Điện thoại chửi. Chui lồm á. Còn hơn tao là shipper nữa. Em là cái người á trông mong cho mấy chị nhận được hàng á, đặng chê em có tiền chứ làm chi. Nếu giờ không nhận được hàng chị không có tiền chứ đâu phải. Em ok em chốt mấy chị xong rồi á em để lại em mặc đâu. Mà có nhiều bà không biết vô chửi em còn có giao hàng cho tôi không này kia nọ. Không giao thì thôi khỏi luôn đi, giao chứ mà đã chưa tới mấy bà ha. Tết hả? Tết thì về nhà anh Hải chơi mà. Rồi thăm về nhà chị. Cái này cũng chơi rồi. Không muốn kêu gọc chứ. Tết rồi Tết là thời gian cho sum họp với gia đình. Cho nên ta đâu rảnh đi chơi mình. Thôi phải mình về nhà mình chơi.
qua Tết được chơi sao? Dạ. Chứ là em mua mới mua 16 triệu với chị hả? 16 triệu. Em mua bán lại 25 triệu. Tiền công 690. Đúng không? Em đó dọn thích đéo này. Chán lắm Ngọc Xuân ơi. Bữa nay mà chị không nhận được là coi như qua Tết chị không nhận được rồi. Buồn quá à. Nhận chị không tới. Chưa tới. Nếu chị mà ngày hôm nay không nhận được là xác định mùng 5 mới nhận được. Trời ơi, bên mua điện ta nghỉ luôn à. Em sợ mọi người. Em sợ á là gửi mấy chỗ khác chậm đi không được. Sợ á là làm gửi hàng bên chỗ khác đi không kịp. Em gửi qua bưu điện cũng không kịp luôn. Ngon lắm bà. Ủa đâu mà nãy cơm ăn không? Nóng á. Thì nó ngon luôn. Không rút miếng nào. Không cơm. Trà bé sữa. À, ăn cái này để nó mới. Còn dưới vô ngăn nè. Ngoài kia. Ờ. Không thấy. Sẽ thấy được trước trong này hết. Mà xúc tay nữa. Con món dẻo ghê quá. Ngồi bên sao? Đây nữa, không ngồi ngồi cái đó là thảm. Không cảm ơn Mách Nguyễn nha. Thăm cháu rất là nhiều. Đây là live phát lại nếu hợp bi hãy hấp đổ mâm đồ ăn. Ngu dốt. Thở xem. Bữa nay chị làm 360. Bữa nay làm 360. Cô neo là 360. Chiếc lắc này nè. Hồi xưa giờ em cũng thấy người ta đeo Pandora đó mọi người. Em cũng khoái, cực kỳ khoái không. Mà tại cái tay em ốm nè, thấy không? Tay của nó tròn đẹp, nó đeo đẹp. Đưa ra cho quý cô chú coi đi em. Nè thấy không? Đó, tay của nó tròn đẹp, đeo ơi sao không thấy Pandora. Thì đẹp. Còn ha, tay của em bị ốm mọi người. Em đeo Pandora không có đẹp. Mà tự nhiên giờ thích quá à, đeo luôn. Cảm ơn chị Linh Nguyễn nha. Em nói thiệt nha. Em mà không livestream á, em vừa buồn mà em vừa không có tiền nữa. Đúng không mọi người? Bình thường lên live á, gặp mọi người nói chuyện vui vẻ. Giờ ở nhà nằm như chó vậy. Nhiều khi lên live còn nói chuyện với bà chơi thì vui. Tại em vậy nhiều khi bán hàng có tiền. Chị hả? Chị mới mua luôn. Hai chiếc này chị mới mua. Chị đổi hai chiếc cũ, chị lấy hai chiếc này. Sao chị lót nít dí nguyên hả? Ai biết. Chắc mày vô mày xì ba anh ta mày mới bị lót cái gì. Cảm ơn Phương Nhi nha. Ngon mọi người ơi. Ngon, ngon chứ. Em ăn không có nhiều. Em được cái em bài, chứ em ăn không nhiều. Mọi người có hiểu cái cảnh. Tối rồi, hai con mắt mở hết lên. Đợi lúc cái cháu thấy nhỏ kia ăn cái hèm. Tức đổi giá cho nó. Em tranh thủ giờ em ăn. Biết chưa không? Em sợ tối có Kiều đi nhậu nó không ăn không được. Để đã, để cứ xuống đó. Xuống. Ừ. Cảm ơn chị Thu Hương nha. Gửi mọi người nghe. Cái để là tốt nếu không nhìn nói chuyện buồn. Nhưng mà buồn quá phải nói. Ừ, đủ mẹ. Mà có bạn hả? Bạn. Sao? Ăn đâu quýnh nào ăn? Hiếu Phương đó.
Rồi, bữa rồi. Chị đem bên con cho luôn. Có kèo cọc bánh bài chơi chán quá. Ngày thường á, cái giờ mà buôn bán kiếm tiền thì tụi nó ngủ bánh bài. Rồi giờ này nằm phè cẳng ra rảnh rỗi, không ai ngủ nữa. Toàn hại bóc hai cái bát. Làm hại bóc hai cái bát mà không ai ngủ chơi thôi. Ăn bà khí á. Ăn bà khí với gào. Chị biết ba khía nãy đâu bác không? Ừ, biết. Mày đi ra chợ thiếu gì? Đi ra chợ đó, này mẹ chị làm sẵn. Ủa gì hả? Chị nhắn tin cho em đi chị Bông à. Nhắn tin cho em coi cho. Nhiều khi nó chưa gửi cho bà luôn không chừng. Có nhiều chuyện ngộ lắm. Giờ người ta chút đơn. Xin địa chỉ không cho đâu. Ngượng à. Để người ta dọn nhà. Rồi để shipper lại lấy đồ. Không thu hết trơn à. Nghĩ tới hết trơn à. Tôi nhắn tin hỏi gọi đồ có chốt không. Ủa má. Má đĩ đó bị chửi vậy. Tự ngạn ra. Giờ tôi chút đơn thì gọi không nghe. Nhắn tin thì chỉ 2-3 ngày chờ không cho rồi. Tới bữa. Mà ngày cuối cùng á, người ta phải dọn nhà lại người ta đi á. Người ta nghỉ tết á. Nhân viên dễ chơi à. Nhắn tin kiếm tao. Tao biết cái lùng què đâu kiếm tao. Ai á, em nói luôn, ai mà bữa nay mà không có shipper vào, đồng nghĩa với việc phải qua Tết mới được. Phải, có gì mà qua Tết mà người ta giao cho mấy chị á, mấy chị bơm em cũng không có buồn đâu. Tại vì á, không phải lỗi mấy chị, cũng không phải lỗi mấy em, cũng không phải lỗi của shipper, là lỗi của Tết. Đi không có được, đi chậm. Đúng không mọi người? Tại vì mấy chị đặt thì mấy chị đặt có một đơn. Nhưng người ta đi giao hoặc là khi tụi em lên đơn, tụi em lên tới mấy trăm đơn, cả ngàn đơn nữa. Cho nên á, có việc nó đi chậm không ai muốn nữa. Mấy chị giận em thì em chịu. Còn mấy chị chửi em chửi lại. Ăn quá. Quá mình chỉ đẹp chứ còn gian dở. Thầy bớt hai bay đi giữ ha. Cầm vừa giật mình về nhà chồng hỏi là chị nói mới về đúng không? Em thấy nhà mình hồi đó đi cũng vậy mà. Một giờ mấy hai giờ? Ở nhà tính. Tối nhậu nào à? Cái gì trời, hồi tối tính ra là đỡ. Tối nhậu nào? Không có hai bà không lợi luôn á. Hả? Chứ lại lấy kem. Nó lấy kem cho Nghi. Sao biết Nghi nào đâu? Em nói là anh Hải chị Hai có lợi, cái phương nói này có lợi. Mà giờ đã 9 giờ em nói rồi đó, giờ này là không hai ông báo có lợi đâu. Thôi. Kể rồi. Hai đã còn nhỏ dẹp xếp đầu nữa. Giờ làm biến đi rồi. Thôi kem ơi, cháu lên nhà cô chơi được không ạ? Không cháu. Tại cô chuẩn bị về nhà chồng cô chơi rồi. Tết nhất cô không có ở nhà. Mà ngày thường thì cô cũng không có rảnh luôn. Em là có online Zalo rồi chị Kenly à. Mà nhắn cho cái bài của em á. Em là có online Zalo. Thì hỏi em cả chục cái trên làm tắt hết trơn rồi. Nghỉ Tết rồi mà. Mà ba ghét chứ ăn gì. Mày hỏi nó có đuôi không? Mày hỏi đĩa đi giùm tao đi. Nói rồi ngay. Vì tôi ăn thì cũng được đi. Tôi ghi vì tôi cũng không làm. Vì tôi ghi vì tôi biết ghi vì chứ. Nhưng mà nó ăn nhát nhát cho mọi người coi thường gục. Chứ được cái máy cho tôi ngồi nói chuyện mình ra tôi cũng nói được á. Nó sượng chân là má ơi. Chua vãi rộng. Nó chua luôn. Vậy? Nó chua mà cái kiểu mà chua điếm điếm luôn. Nó chua mà cái này thì không có đậm lắm cho nên chấm á. Như Phong à. Tết lên Sài Gòn chơi kem hả? Không, Tết này kem về quê rồi.
Trời Hải không muốn gì luôn. Lấy em tô cháo bò nước đèo để riêng hả? Thế hả? Tết á, em đồ quê Sài Gòn á, rồi trừ khi nào có việc gì á, trừ khi nào mà có việc gì á em mới lên. Chứ bình thường em cũng đâu có lên gì Sài Gòn làm gì. Trừ khi em lên thăm bà nội em á. Mình lại ở quận 7. Kem rabi ăn cua bằng đế đi hả? Mà có mùi cua mà cái gì quá. Mình nhìn cái hàng giữa cua đó, nó kêu kem rabi ăn ăn cua bằng đế đi hả? Mà nó là giữa cua luôn mọi người. Mọi người ở Long Xuyên mà có ăn cua đó là chắc không. Mà không, không hỏi ăn cua. Mọi người ở Long Xuyên chắc là biết Khánh Lâm nha. Khánh Lâm giữa cua Khánh Lâm. Xuyên quá hơi thẳng tươi thống. Tiền nào của nấy. Mặc dù mắc hẹp. Mặc dù mắc hẹp. Cô hoàng đế phải không? Cô hoàng đế hả? Vậy thôi. Chào mấy cô hoàng đế không chồng? Thôi nhà mình ăn quả ngán quá. Để gì? Ngày nào cũng ăn hết trơn ngán. Thôi gì? Ngày nào cũng ăn là thấy sầu lồn ở đây rồi đó. Thôi ăn cô hoàng đó. Em anh. Em anh. Chào Kem đi sáng. Dạ. Kem đi sáng mà có dấu tiếp luôn hả? Ê, cái đi sang mà có dấu tiếp luôn là người nói tiếng đúng không? Không, đúng không? Gắn là được nha, mình gắn là được. Mình tự gắn được hả? Ủa, sao gắn tới xanh được? Cái dấu tiếp mà nó có trên cái gắn nó trời, gắn là được. Em gái của Chế Thiệt là Gồ Danh và em gái của Cho hay là của Chế hả? Em gái của Chế Thiệt là Gồ Danh đó gì chồng? Giống như Gồ Danh với chữ Gồ Danh á. Thật gồ danh và xinh đẹp. Chị đang live post xe dạo vòng vòng Long Xuyên. Chị đang lái bo xe đó gì? Bo xe là gì? Xe là xe xịn hả? Chị đang lái bo xe dạo vòng vòng Long Xuyên nè bé yêu. Ủa rồi liên quan gì tới con bà? Ủa Chế rồi tới gì tới em? Lâm ơi, chị đang đợi em bóc chị ăn cua hoàng đế nè. Chứ biết nào chị mới có tiền ăn đây. Tội chị ý quá hả? Trời tội nghiệp quá à. Em review món ăn gì? Review bộ món đẹp của em đi Bi hả? Món đẹp hả? Món này em lại tiệm ta làm cho em chứ em cũng không biết gì hết trơn á. Tiệm ta còn gì ta làm cho em đó. Ngày nào chị cũng ăn tổ yến hết đó em. He he he. Rồi ta biết rồi. Kenny sang hỏi gì nè. Chị nói về vấn đề sắc đẹp trong xã hội hiện nay. Chị đây là đẹp nhất rồi. Là bánh. Phải má không? Mấy cưng có thấy gương mặt đạt tỷ lệ vàng chứng mật qua hậu thế giới. Kenny sang 1 triệu người theo dõi sao á, chị ghê vậy ta, nhức nách. Chế đang lái bo chề gì nè, dạo em vòng Long Xuyên. Ủa trời đẹp quá ha. Dù ba là hoàng hậu sẽ biết nè, em nhớ chị không? Hello mấy cưng, đó đó đó, thấy không này nè, thấy không? Hello mấy cưng nè. Đó luôn hả? Ừ. Chị đó lái bo chề rước em hả gì? Biết cái đó nhưng mà không có biết là ai là tác giả. Chị Kenny. Phải là giả. Vô bấm đây thôi. Có 1.000 người theo dõi. 1.000 không chịu. 1 triệu chứ lận. 1.000 là mình. Đúng rồi. Có thứ xanh. 1.000 là bèo luôn tụi em á. Gì hả? Nhưng mà tí là người ta là chính chủ, người ta mới có tí xanh, hiểu không? Ha, mấy cưng chỉ nói đi. Ê, ốc chân chưa nhai đầu anh Hải kìa. Ngày nào cũng nhai. Nhai cũng chưa đầu luôn á. Ừ. Chụp cho em bộ móng gì em làm giống vậy ha. Rồi chụp đen. Chụp chưa? Chụp chưa má, chụp gần lại đi. Thôi má ơi, giả bộ mất công rồi bị cô hồn dục cái hát banh thiệt cho mày, cái tao khóc luôn quá. Độ má làm nguyên 1 năm chưa biết dư được 5 triệu không nữa. Mà mọi người ăn đu đủ với em nha mọi người. Có mặn nó kìa mọi người. Có chế ớt không? Ừ, có chế ớt không? Bữa nào chị đi công việc xong chị lái Lamborghini ghé ghé thăm hai vợ chồng em hen. Trời ơi trời, đủ má chị nói như là em chị hân lắm vậy. Ok chế. Chế lái chiếc Lamborghini của chế lại đi. Rồi dựng ở nhà em. Em lấy máy bay em chở chế đi.
Trời ơi, lấy sợi dây chuyền cho em coi đi, mua sợi giống vậy. Thế hệ phiền đấy ta. Nè má, chụp luôn đi. Rồi. À lấy luôn chiếc lắc tao luôn không? Đây nè, chiếc lắc chị đây nè. Chụp lại luôn đi, chụp lại đi. Biết đâu sau này có tiền mua sao? Chụp đi mấy cháu. Rồi. Ai chụp không kịp là không có mua gắn được. Chị là một năm không dư được 5 triệu thì giải nghệ đi. Em qua ba cha thì đó. Giờ chị chuyển qua chị múc băng luôn nè. Chế cây ni sang dạ. Bây giờ chế chuyển qua kinh doanh gì rồi chế? Chị nào có bóc em qua TikTok chung thì bóc nha. Chưa tên em đi chị, chào Nguyễn Quỳnh nha. Ủa nhưng mà bà đó thôi. Ai biết sao hả? Ai biết thôi, biết đâu. Gán chỗ đàn ông sĩ kỹ nha Quỳnh. Chọn nhầm khổ lắm đó em. Em hiểu ý chị không? Em định tặng sao cho chị mà không có tiền hoa đuổi cho chị. Đuổi cho chị sao chị không lấy đâu. Thôi chị nóng chuyển lại lắm. Đuổi cho kìa. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Chuyển khoản thì tiền bạc đi. Chứ chuyển khoản tặng sao cũng đâu có biết quy gì. Nói như mọi người chuyển khoản vô cái gặp cho em tại tài khoản em lúc nào cũng trên tường nha. Mọi người chuyển khoản khi em nhận được à. Còn mọi người tặng sao đâu cũng không biết đường chuyện đổi ra thành tiền. Bây giờ sao em một đống luôn kìa. Ai thêm em cho ngược lại luôn á. Chứ em không biết được ăn xài. Cảm ơn Chương Hiệu anh Hảo nha. Chứ em không biết được em xài tại sao. Tôi đủ rồi mọi người, tôi đủ đột biến mà đỡ. Có bà chúc đơn này đâu. Tao nghĩ rồi. Chị đã nói em rồi. Chị đã nói em rồi. Hai dễ thương hả? Với làm gái thì mị. Quỳnh ơi, dễ ăn người ta ăn hết rồi đâu có được mình ăn. Chị mà còn phải ói ra là em hiểu rồi đó. Ví dụ như á, có người mình ví dụ nha, mình thấy người ta màu hồng vậy đó, nhưng mà khi mà mình bước vào thế giới của người ta chưa dắt nghĩa là màu hồng. Cố lên em. Em ăn ba khiếp nè chị Kim cởi bằng nghĩa này chị Kim. Cái đơn 145.000 của bà á, vô cục là mất tiêu rồi, vô cục đền tiền cho em luôn à. Tôi cũng bình thường, thí vi Trần Quỳnh thôi, chị ăn tết bình thường không có lớn. Tại vì chị thấy bình thường nó còn vui hơn tết nữa. Nhờ tết kiếm kèo không ra. Dừa, nhét nguyên hộp bánh vô dừa. Mai em ghé nhà chị chơi, chị định nấu món gì để em. Mai qua chơi em làm chị bàn thờ đi cưng. Đừng dịch bàn thờ dùm chị đi. Mai chị đi về quê à. Chị ơi em thích chị lắm, chị cho em ngủ với chồng chị một đêm được không? Trời đất ơi. Ví dụ như mình chụp sai chụp trước gì á, mình cũng là cái người mà dẫn đầu cho chị á. Thì kiểu như bà đang sao dân ở người, mấy đứa cũng sẽ nói vậy nè. Bữa đó nó có đứa nói với em á là ơi cái này chụp giống bà Kem nữa. Chó lẽ mình chụp trước đâu đúng không? Thì đó. Mà tại mình có ảnh đâu. Ủa vậy hả chị Kim? Vậy hả? Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi chị. Dạ yeah. Chị được cái nó đúng nè. Ok, cố lên. Đừng nhậu nhiều. Phụ nữ nhậu nhiều xuống sắc lắm. Nè anh Hải,
ví dụ nè, đó là người ta nói nhận cái màu tẩy đúng không, mà ví dụ đó thấy chưa, anh Hải thấy gỗ chưa, nếu mà anh Hải vô trường hợp này Hải khóc luôn, đã bị đã tóc của hết rồi mới hiểu nói cái đầu quên rồi. Hàng này nha, thấy hỏi hào cái tao quên tôi định nói nè. Nói gì mà tới chị Út Kim vậy đó. Không phải, tao nói tên Quỳnh rồi, anh dụ dụ anh nè. Ừ, đúng nhậu nhiều. Nhậu nhiều xuống thấp. Này nọ, đó là người ta nói. Mình chị em mình, có chơi cứ chơi. Để có chồng như chị, không có được ăn nhậu gì hết. Phụ nữ, ô lộn phụ nữ không có giỏi nho gian nha, nhưng mà thích lắm. Phụ nữ sẽ hạnh phúc khi gặp đúng người. Gọi tên em đi chị, em nhận hàng rồi nè, đẹp lắm. Ok, xin chào. Ai mà hôn mà nhận được hàng rồi em mừng còn hơn là mấy chị lì xì cho em nữa. Thật sự luôn á, em cũng muốn hàng tới tay mọi người nhanh lắm. Dạ nhé, em cũng muốn á. Nhậu hả? Giờ chồng chị khó lắm. Chồng chị không cho chị nhậu. Nhậu giống thì được. Chồng chị không cho chị đâu chế. Đóm lại em đâu cũng được, chẳng phải cho chồng em theo mới được. Nói cho chồng em theo mới chịu. Chồng em đó mọi người, em nghỉ đi chơi cũng không có đi nữa. Tự bữa nay lên nó bớt bẩn chứ mà. Chồng em không được cái hấm dâu chứ. Tối ngày ở nhà làm tiếp mình không à. Chí chán chết mẹ vậy đó. Năn nỉ rồi, anh ơi anh đi chơi đi, anh đi uống cà phê với mọi người đi, anh đi chơi đi, chừng nào mẹ. Em xong việc anh hãy về, em làm xong hết rồi, anh về ăn cơm thôi. Không chịu đi là không. Chán ghê á. Chồng người ta đi chơi thấy ham chồng mình tối ngày ở nhà không mọi người. Ủa là làm nước vô đây chưa? Thôi ít chịu rồi. Tại vậy đó luôn rồi nữa. Đó ít. Em chưa có nghĩ được tới cái cảnh mà em có con đâu chị Kim ơi. Em chưa có nghĩ tới cảnh đó mà. Ghé lấy kem hả Linh Vân? Ủa? Về Đông Xuyên hả? Ghé lấy kem cũng được nữa. Có gì nhắn Vân nêu cái nick rất vui. Thôi cho bà địa chỉ. Dặn em trước nha, mà nhiều khi em đi ra đường á không có đem theo. Chị Bi sao chị không nhận em là em gái song sinh bị thất lạc của chị 7 năm người nè. Ôi mày ơi, tao nhận được em thất lạc của tao cách đây 3 tháng rồi. Mày lộn người đó. Ủa, mà ai nặng mình đi luôn. Nhìn, không bị theo á. Sao mày không đi? Mấy hộp nhỏ sao, hộp lớn hay ngang vậy á? Gì? Coi lấy một hộp nhỏ khui ra coi chưa? Dạ. Ờ. Đi đây nha Nghĩa. Cái gì mẹ luôn. Đi cho tao. Ừ. Mình ở bên nhau cùng đời vui. Nữa về á, sắp mấy hộp xíu cho mẹ đi. Trời ơi, mất á. Ở cái bụng đó hả? Ba chị em đi làm nail cho khách rồi. Ồ, vậy hả? Ok, xin chào. Chúc bà á, Tết năm nay làm lội lộn luôn nha bà. Ủa, chồng là bánh bịch. Cái này chà. Còn nhỏ chơi cho đã, muốn đi đâu đi, muốn làm gì đó cứ làm. Chứ có con á, đi đâu làm gì á. Chà. Sao đây chị ơi? Vậy hả? Mút hả? Ai dẫn ai theo? Chị nói nữa có con mà không đi chơi được. Dẫn
rắn con chú tí theo. Tại có con có tiền đi chơi chị chứ có tiền thì mà đi đâu tới đâu không. Sao rồi chị ơi? Đây đây bà vú. Tôi muốn bà vú với em chăm nó. Bạn em hợp bánh với chị rồi, đó, ok luôn. Ủa gụ hả chứ phải chà, cái đó phải là chà chứ. Gụ mà nồng luôn á. Trời ơi gụ. Ghê vậy? Đúng rồi. Nhiệm miếng nữa nè, bánh ta cho nè. Mà cho nhiều quá. Còn lắm đi. Ăn miếng nghe gì? Bùi điện mới làm mấy ngày à? Ờ, à, mà mình làm mấy ngày bạn ta làm mấy tháng rồi. Ờ, với lại mình cũng gặp tốt một cái châu. Nó cho mình hai bao bơm à? Hả? Nhưng vậy nó xong có quà cáp như vậy. Ừ, tốt. Mấy ngày thì mà có mình nhiều chứ bộ. Rồi, không sao đâu. Cho bá đồ quỷ, không có xài được gì đó. Ngon à? Cháu có cái câu nữa. Dẻo lắm á. Ngon. Ừ, cũng ngon á. Dạ. Có đủ. Ai chồng, để đem qua cho mẹ chồng hộp á. Ha. Cường cường nữa nè. Giờ ngán hả mọi người? Ngán rồi đó chứ phải từ giá mọi người quá. Tối tụi bay đi học lớp hả? Có. Học lớp cũng không phải đi. Em có đi hả? Đôi mắt gì không đi theo? Mấy chục người đó ngồi đó. Chiều tối thôi, cũng biết đi chơi không? Tụi mình đi. Ừ. Có thầy cô bị lâm lá đi cà phê với bài đâu. Ê. Thôi đi ăn đi. Tối nay anh Quân có về. Ăn gì? Thì đang là phải đi rồi đó. Đi ăn cà phê rồi. Hà em bốt quá hả? Ừ, hả? Sao vậy? Sao vậy nhắn tin cho em đi chị Dung? Sao hàng có một điểm giao trời? Chứ để ra xài hay gì vậy? Chính em mới bán lại chị Viên ơi. Được không? Cũng khớm mà, cũng ngon mà. Chắc mùng 9 em mới bán lại chị Viên ơi. Mùng 9 em thông báo cho mọi người khác. Rồi em kêu tiếp. Ok luôn tay tay. Mà cứ coi like của chị đi rồi hồi chị qua chị dọn nhà tiếp mà. Ngắn nhiều khi lắm mọi người cũng muốn múc ban này cứ nọ quay clip rồi à, ăn có hai cái là em giỏi à, ăn có hai cái là em ngán rồi. Chị ăn rau nhút dưa leo đậu gồng mà giờ hết trơn mẹ à, giờ còn có nhút không à. Dưa hôm đựng dưa quá trung kiên. Vui quá á, là hành mất dạy đó má. Ê, giờ này định ngủ mà 5 giờ luôn à. Ngủ không chồng? Đi ngủ không? À, nhúc nè nghỉ ăn rồi rồi dẹp à, à hết nổi rồi ngán ăn cái cà gót nữa đi.
Tôi ăn không mẹ mày. Chị có báo phát lại là bé Dâu ơi, mà nếu bữa nay nó không phát cho em là chỉ có một năm nó phát, năm tay mới phát cho em được thôi. Cảm ơn nha Thanh Chúc. Người mà ăn mà muốn chua heo miếng thợ chua té cút luôn á. Miếng xong cặn tết tay lô buôn của người ta qua, xong đơn của mình là coi như người ta qua luôn á chị Dung. Đến nữa á, lúc đó nó đang làm đơn cho chị phải không, chị không nghe máy thì kêu nở phải không, rồi là thôi là coi như để qua một bên luôn, là coi như là bà bị chơi xuống luôn, tại phải làm tới đơn mới nó thành ra bà bị chơi luôn. Chị ơi, con Vi nợ em 100.000, chị chửi cho nó trả nợ cho em, chị trời nợ tao nó còn chưa trả nữa, nợ tao còn chưa trả nữa, trả mày đó. Cảm ơn chị Minh Hy Nguyễn nha, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha. Em chúc toàn thể mọi người đang coi livestream á thì nhiều sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả mọi người. Em cảm ơn chị Nguyễn Mỹ Hạnh nha. Em chúc mọi người ha thiệt là nhiều sức khỏe, mà có đánh bài á là ăn hoài luôn nha. Bây giờ mấy bà mọi người, giờ em đau quá trời à. Giờ em ăn hết nổi rồi. Cảm ơn chồng. Còn mấy thì mình có vợ con gái giống trên cho bàn thờ vậy đó, nhưng mà ở trong tủ lạnh đó. Cái gì? Giống trên bàn thờ vậy đó. Giống xin chơi. Cái lòng mất. Gan dính gao hả? Kệ nó, để đại vậy đi. Em ra lấy mà em nói chuyển tiền rồi, giờ ra thôi mua điện không chịu. Như kìa á. Sao người ta không có liên, người ta không có gọi cho em hả? Thì bây giờ chị cứ ra nhận đi chị Dung, rồi em chuyển tiền lại cho bà. Không có bà sợ em hả? Bà dám chuyển tiền cho em trước, còn nhà bà sợ em hả? Bà cứ nhận đi. Biết sao bưu điện á, lại lần đầu em làm việc với bên bưu điện á, nên thành ra em không biết tự phải sửa code như thế nào á, chứ không thôi là em sửa cho bà lên bà nhận thôi. Nhưng mà giờ bà cứ nhận đi, rồi bà nhắn tin giúp Bi xém đẹp đi. Phải học nó nhảy mũ. Chị cứ nhận đi, rồi xong rồi chị nhắn tin với Bi xém đẹp á, em chuyển tiền lại cho. Còn không bà gọi số mà trên cái tường nhà em đó, gọi mấy số đó. Trời má, cái này bị hôi gụ rồi. Còn cái cuối cùng. Cái cuối cùng hả? Hôi gụ rồi má ơi, cái này Hạnh uống gụ được luôn rồi. Không tin, ăn thử bên đây luôn. Và em ra tiền bưu điện rồi chị để đó qua tới em đặt. Ok, cảm ơn Nghe Dung. Dạ, em gửi đỡ mùa Tết là chị Phiên ơi. Em gửi đỡ mùa Tết à, tại vì Tết á dịch có không nên nào đi được, chứ bưu điện ta đi được mấy vùng dịch thôi. Mà có cái phí hơi cao, em phải chịu không á. Ví dụ như bình thường tính khách là có 30.000 đồng giá đúng không? Rồi à, bưu điện á còn 36.000, 39.000, 45, 46, 56.000 không à. Quá vậy đâu. Có đơn hàng bự á, bình thường em sẽ tính khách là 50, 60 phải không? Qua gỡ thử tới bưu điện ăn 135.000. Má em phải buồn vô luôn á, biết sao không? Bây giờ mà điện thoại báo khách là chị ơi, cho em xin thêm 60.000 nữa đấy nha, là nó quỷ đơn liền, nên thôi em chịu luôn. Ê, thôi em chịu luôn á. Không biết qua dịch bị bom nhiêu đơn nha. Trước trước mắt là tốn hết ra 5-7 triệu bạc tiền ship bù cho người ta ấy. Tại vì em thu khách 30, nhưng mà em lên đơn tới 36-39 ngàn. Bên chú có hiếu tài không? Hiếu tài thì tôi chạy qua.
chứ chị là chưa có kèo đủ mới mắc cục, chứ chị là chị chưa có kèo nào hết trơn á. Có kèo gì tối hú. Ngon. Ngon quá. Chị là chị ảnh rồi đó. Sơn nó nướu găng luôn à. Điện đi gà hút chị. Lát bầu cua hả? Trang tiền hả anh chơi? Lát bầu cua chắc vui à. Chào hi Vy. Hồi sớm á, lúc mà gọi cho em á là chị đi vô trong ôm gì Mega. Đi Mega xong rồi gặp ông Lộc nè. Có gì đi hút. Bệnh luôn. Mới nhậu hai bữa rồi bệnh luôn. Ok. Rồi, ok chút kèo. Để mình đi tắm. Chua quá rồi mà. Rồi chồng ơi, đi chồng ơi. Tính giữa mà hết lòng. Máu lên thì số lớn. Ok. Vậy nha. Các ba mọi người. Bây giờ cơm nó của mình á. Bây giờ cơm no rượu say rồi. Thì ta phải đi ngủ rồi tối ta đi đấu nữa. À, đó đi đấu nghe oanh liệt cho mọi người nghe hấp dẫn lắm chứ tao chơi có 5.000-10.000 à, chơi giải trí à. Chị đâu có ăn cơm đâu, chị ăn giặt, chị ăn giặt. Có ai như em không, ăn đồ mặn xong phải ăn đồ ngọt, ăn đồ ngọt xong phải ăn miếng đồ mặn. Nói thôi phải ăn nhiều quá phải ăn đồ mặn nữa. Bye bye.